Xin trân trọng cảm ơn dòng họ Nguyễn Phượng hôm nay đã có nên đến
khắc để kính Đức Thánh. Ngày mai mời dòng họ đến dự lễ khai giảng. Người là trưa mai xin kính mời dòng họ xin đi cùng với nhân dân, chính quyền, học sinh vẫn đang đó. Bây giờ mời đoàn đặt chầu xin nước, xin chân thành cảm ơn. Thank you.